điều tốt cho cộng đồng. Mỗi tách trà, mỗi vị đậm đà, mỗi bánh xa phong, mỗi đôi tay sạch, mỗi nụ cười tươi, mỗi lần giặt giũ, mỗi ngày, mỗi ô bồ khơi cảm hứng trồng cây cho bé, mỗi PS dạy bé đánh răng sáng và tối, mỗi u góp thêm điều tốt. Unilever. Càng lớn tuổi, bạn thấy sức khỏe mình suy giảm vì từ 40 đến 80 tuổi, cơ thể có thể mất đến 40% khối cơ. Hãy chọn Ensucol chứa HMB và đạm chất lượng cao giúp tái tạo và bảo vệ khối cơ. Ensucol tăng cường sức khỏe trong 8 tuần. Sự kiện 11 tháng 11 sale khổng lồ giảm đến 50% tại điện máy Chợ Lớn. 11 tháng 11 sale khổng lồ giảm đến 50%. Nhanh chân đến điện máy Chợ Lớn ngày hôm nay. Nutimil, sữa tươi chất lượng vượt trội, chuẩn cao thế giới, 3.5 gam đạm, 4 gam béo. Trang trại bò sữa Nutimil, hội đủ 6 yếu tố sạch là thiên đường cho bò sữa Việt Nam. Thử ngay sữa tươi đường đen mới. Sữa rửa mặt ngọc trà dưỡng trắng mới từ Nivea, không chứa cồn và paraben, tích hợp ngọc trai cùng tinh chất cho hiệu quả dưỡng trắng gấp 10 lần. Trắng mượt, chạm da mịn mềm. Dung dịch vệ sinh phụ nữ dạng hương tươi mới, hương trà xanh với thảo dược tự nhiên cùng hệ cân bằng ẩm và vi sinh, giúp da sáng sạch, mềm mịn, ngăn mụn suốt cả ngày, ngừa viêm ngứa, thêm mới, thêm khỏe, thêm tươi. Dạng hương chu toàn cho vùng kỳ quan. Trân trọng điều ta yêu, nâng niu từng sợi vải, sáng mới như ngày đầu, đẹp mãi về sau. Tư duy Thụy Điển nâng tầm cuộc sống. Tháng 11 này, sở hữu ngay cặp đôi giặt sấy Electrolux, tặng ngay máy sấy trị giá 9.490.000 đồng khi mua máy giặt Autodose mới. Buổi sinh nhật Vinmart tháng 11, đại tiệc siêu to, đại quà siêu khủng. Hàng trăm loại rau củ quả, thịt cá tươi sống đã giảm giá từ 15% đến 50%. Wow! Cá hồi Úc chỉ 289.900 đồng một ký. Khoai lang Nhật chỉ 16.900 đồng một ký. Táo Gala Pháp chỉ 49.900 đồng một ký. Và còn nhiều ưu đãi nữa tại cửa hàng. Vui sinh nhật Vinmart tháng 11, đại tiệc siêu to, đại quà siêu khủng, tích lũy 1%. Vinmart tươi ngon thượng hạng. Điện thoại Vivo V20, selfie cùng Jack nhé. Xin cô cho tụi con kết hôn. Dân Che à, anh sẽ đối xử thiệt tốt với mẹ em. Anh sẽ coi mẹ em là mẹ ruột chứ không phải mẹ vợ. Cố lên, chúng ta cùng tới coi ba con thắng nha. Dân Che, em đã không còn ở đây nữa. Không còn nữa sao? Mẹ coi con như con trai ruột của mình vậy. Con đừng thất vọng quá nha. Thằng bé cũng không thể sống một mình mãi được. Anh là ai mà dám can thiệp vậy? Anh ấy là chồng của tôi đó. Cô dễ dàng gọi người khác là chồng vậy sao? Em yêu anh. Thật ra chuyện này rất lạ đối với tôi. Chúng ta hãy đối diện với cảm xúc của chính mình đi. Cô là trở ngại quá lớn. Nhưng mà bây giờ người em yêu chỉ có một mình anh mà thôi. Suki Ân là vợ chưa cưới của tôi. Tôi sẽ không để yên cho người nào lấy đi thứ thuộc về mình. Anh sẽ mất mọi thứ nếu như cứ cố chấp được. Mẹ vợ Kim Hyun Thea chính là mẹ ruột đã bỏ con.
làm dễ lần 2, Maximum 22 giờ hàng ngày trên channel ATT Play. Một thế giới của trí tưởng tượng, vô vàn những điều mới lạ. Trứng nước cột chưa bao giờ nghe. Mình cũng chưa. Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Nào các bạn ơi, đã tới lúc thức dậy và chơi. Mọi người cùng nhau nhảy theo mình đi nào. Khay và Mim Mim phát số 10:30 thứ bảy chủ nhật hàng tuần trên channel ATT Play. Nhà là nơi để về, nhưng đôi khi tai họa ập đến. Trong nhà mà không có thương nhau vậy? Bình thường tôi nhịn tôi chịu rồi, giờ phải nhờ tôi chứ. Mà má chồng tôi lên hổ tiền mướn ô xin đó. Lê vậy nè. Ngày một lớn hơn. Tôi nói một câu nó trả lời tới 10 câu kìa. Trời ơi là trời ngó xuống mà coi. Hay cố gắng khắc phục. Em xin lỗi chồng. Ba luôn cố gắng giúp cho mẹ. Mẹ đừng có la ba nữa nha. Hãy cùng người tàng hình mua kiến huy, trải nghiệm những tình huống dở khóc dở cười trong chương trình dành cho gia đình. Lần đầu tiên phát sóng trên channel ATT Play. Dí dỏm, hài hước, hấp dẫn, kịch tính, sẽ mang lại giá trị tinh thần cho cả nhà. Và nếu tiếp gì, phát số lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên channel ATT Play. Biết cái gì chưa? Sắp biết chị dân hóa giàu. Con thần kinh bấm lên này, đó là mèo thần tài của chị. Cô xạo ve anh. Muốn bắt cọp thì phải vô sở thú. Chị mà được bắt vô sở thú tôi thích nữa. Chị vậy lúc đó hả? Rất là đau. Ôi sao cái chung cư này không có một người đàn bà nào tỉnh táo ngoài tôi hết vậy nè. Còn gì thú vị sắp xảy ra? Hãy đón xem Tìm bóng mày tử ác. Phát sóng lúc 14:15 hàng ngày trên channel ATT Play. Tôi hứa với anh, chúng tôi sẽ bắt được hắn. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi nhớ rõ ánh mắt của hắn và cách hắn nhìn tôi. Khi tôi nhắm mắt lại, tôi nhớ rõ ánh mắt của hắn và cách hắn nhìn tôi. Cứu tôi, xin hãy cứu tôi. Lại đi. Chúng ta có thể bắt được tên này nếu chúng ta hiểu được suy nghĩ của hắn. Hành vi phạm tội bắt đầu phát sóng lúc 19 giờ từ thứ sáu ngày 13/11 trên channel ATT Play. Trong hôn nhân có ba điều cực kỳ quan trọng. Nghĩ tốt về nhau. Trước đây trong mắt tôi chỉ có anh thôi. Khen, phải biết khen đối phương của mình khi người ta làm điều gì tốt. Khen đó gọi là gì? Khen sẵn cũng được. Em đẹp không? Bỏ nét đẹp qua bên đi. Được chưa? Em đẹp lắm, được chưa? Chúng ta phải biết bao dung khi đối phương làm điều gì sai trái. Tôi để cho anh dọn đó. Tôi nhất định tôi làm mà. Một hai ngày thôi chứ ngày nào cũng vậy thôi, tôi nói. Anh Tần nghe. Chúng ta không phải là một người cao thượng thật sự, mà chúng ta đang đạt tới một cảnh giới gọi là cao giả. Anh khỏi xịt nữa hả? Các dấu hiệu nhận biết đàn ông ngoại tình. Ê! Các chị em đâu rồi? Con hồ ly xuất hiện, nhào qua đây, úp sọt nó. Hồi lần trước á, nó cho mình lên hình một lần rồi mà hên là lần trước không thấy mặt. Anh nhớ lại tình huống mình. Dạ anh muốn chơi gì nè? Đây là chồng chị. Thôi gian em đang làm cái gì vậy? Thì nếu như mà em cứ giỡn với lưỡi như vậy, có ngày em sẽ bị thủng tai đó nè. Còn chị thấy lửa mà không chịu chạy, có ngày nám mặt. Hop. Sang Hồ Ly phá số lúc 13:30 chủ nhật hạ tuần trên channel ATT Play.
mùi hương mới từ những hương thơm thanh khiết nhất. Downy mới với chiết xuất 100% từ tinh dầu thiên nhiên, thỏa sức mang theo bạn một khu vườn và tận hưởng hương thơm thanh khiết từ thiên nhiên suốt ngày dài. Downy mới. Đã Pepsi chưa? Pepsi. Đã chưa? Đã. Cheers Pepsi, ăn gì cũng đã. Con cao lớn hơn nhờ Nutifood Pro Plus. Con tăng cân đạt chuẩn nhờ Nutifood Pro Plus. Công thức FDI xây dựng hệ đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt, giúp tăng cân, tăng chiều cao hiệu quả sau 3 tháng, giúp phát triển trí tuệ vượt trội. Nutifood Pro Plus mới, sữa trẻ em số 1 Việt Nam. Ready for Lazada 11/11. Shopping through now. Lazada. Add it to cart now. Mua quý nãy hỗ trợ 4 triệu đồng phí đăng ký cùng 0% lãi suất từ 1/9 đến 30/11. Tàu xe ngầu hỗ trợ khủng. Mua quý nãy hãy đến hết ngay. Bắp đi. Cố lên con yêu. Cố lên con. Thêm chút nữa nào. Con lật được rồi. Năng động lấy lực làm bé đổ mồ hôi. Đổ nhiều mồ hôi thế. Giới thiệu tảo quần Barbie thấm mồ hôi lưng mới. Lần đầu có đệm lưng thấm mồ hôi cho bé luôn khô ráo, cùng 3.000 lỗ thấm siêu nhanh, tảo khô thoáng từ trong ra ngoài, thoải mái thoáng mát. Bé cười giòn tan Barbie. Unicharm. Dừng tay lại một chút, chống với nhẹ cùng Nutrifood. Sự ngon hòa nước trái cây, thêm vitamin thêm khoáng chất, yeah. Cho ngày luôn phong bỏ đầy ngon, luôn tràn trong năng lượng với phong độ đầy ngon. Ngất cơ tất tay nằm ngất. Subin luôn chọn Nutriboost chính hiệu. Shopee siêu sale, miễn phí vận chuyển nhà nhà. Ngày 11/11 nè. Shopee sale, Ngày 11/11. Shopee siêu sale 11/11 miễn phí vận chuyển không đồng. Mẹ yêu các con lớn khôn hơn mỗi ngày. Mẹ sẽ bên con cùng Envacro A cộng. Cho con dưỡng chất vàng MFGM và DHA, hỗ trợ phát triển trí não tốt hơn cả về tư duy và cảm xúc. Mẹ tự hào nuôi con thông minh, dạy con tình cảm. Sao không giải quyết gạo theo cách chuẩn lịch lãm? Romano, dầu gội sạch gạo mới, hệ 5 trong 1. Với uy lực loại sạch gạo, dưỡng da đầu, cùng hương thơm nam tính. Romano, sạch gạo thơm lịch lãm. Bước chân lên thành đô anh đâu ngày khổ, anh đâu ngày khổ. Anh khiến các thượng đế yên tâm, mua sắm tại chỗ, nó từ nội thành ra tới ngoại ô. Chạy như ca sĩ chạy show, nổ địa chỉ rồi đã cái số. Mang tên nơi là anh Alo. Chả phải bàn khiến em chả mang hồi tâm chuyện ý, yeah. Mỗi nồng ngon hơn anh hoàn tiền. Order liền thì anh giao miễn phí, yeah. Chỉ cần em lên Tiki, Tiki. Khi lên Tiki, ở đâu rẻ hơn anh hoàn tiền. Còn order liền dẫn chuyện miễn phí, chỉ cần em lên Tiki.